Thế giới ngầm từ trước đến nay vẫn luôn là một đề tài ăn khách của nền văn hóa đại chúng, trải dài từ phim ảnh, sách truyện và thậm chí là cả game nữa. Nếu như ở Mỹ chúng ta có những tên gangster khét tiếng xăm trổ mặc áo ba lỗ và quần hở đít, ở Ý chúng ta có những tên mafia khoác lên mình bộ vest lịch lãm và sẵn sàng trừ khử bất cứ kẻ nào dám bước vào đại bản của mình. Ở Trung Quốc chúng ta lại có hội Tam Hoàng, những kẻ thao túng chính trị và thế giới ngầm. Ở Việt Nam thì chúng ta có giang hồ, có thể là giang hồ thật cũng có thể là giang hồ mạng. Thì ở Nhật Bản chúng ta cũng có một tổ chức như vậy. Đó chính là các Yakuza, những kẻ khoác lên mình bộ cánh sang trọng nhưng ẩn sâu trong đó là một cơ thể cường tráng và những hình xăm Irezumi đặc trưng. Chính vì sức hút lớn như vậy nên những tựa game về Yakuza luôn đón nhận được sự yêu thích lớn từ cộng đồng game thủ. Và nổi tiếng nhất trong số đó rõ ràng là series với cái tên cực kỳ đơn giản và trực diện: Yakuza của Sega. Nhân dịp Yakuza Like a Dragon đang được tặng miễn phí trên dịch vụ PlayStation Plus của Sony, chúng ta hãy cùng nhau đến với sự ra đời của trò chơi đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của cả dòng game này nhé. Trước khi đến với chi tiết về sự ra đời của Yakuza Like a Dragon, chúng ta hãy cùng tạt qua một chút về toàn bộ dòng game Yakuza, hay còn được biết đến ở Nhật Bản với cái tên gọi Ryuga Gotoku, dịch sang tiếng Anh là Like a Dragon, như một con rồng. Đây là một thương hiệu trò chơi của Nhật Bản được phát hành bởi Sega, cha đẻ của những dòng game nổi tiếng như là Football Manager, Total War và đặc biệt là Nhịp Xanh Tốc Độ, Sonic the Hedgehog. Ngoài ra thì Yakuza được phát triển chủ yếu bởi Ryuga Gotoku Studio. Những phần game thuộc series này thường mang yếu tố của thể loại beat 'em up, hành động phiêu lưu thế giới mở và nhập vai. Cốt truyện của game thường xoay quanh chủ đề về các băng đảng xã hội đen Nhật Bản, về các mâu thuẫn chính trị và quyền lực của họ. Đa phần câu chuyện của game được lấy cảm hứng từ các bộ phim Yakuza và các phim tâm lý tội phạm khác. Nhân vật chính của các phần game đầu là Kiryu Kazuma, một tay xã hội đen khét tiếng có biệt danh là con rồng của Dojima, hoạt động tại gia tộc Tojo, gia tộc Yakuza lớn nhất khu vực Kanto, Nhật Bản. Câu chuyện của game xoáy vào cách mà Kiryu cố gắng tránh xa khói bụi trốn băng đảng để quay về hòa nhập với cuộc sống của một người bình thường. Mặc dù thì đến cuối cùng, anh vẫn phải quay lại để giải quyết một vấn đề khổng lồ nào đó mà các ông trùm trong gia tộc không thể nào giải quyết được. Gameplay của Yakuza cho phép người chơi điều khiển Kiryu trong một thế giới mở, nơi anh có thể chiến đấu với các nhóm côn đồ xã hội đen, đồng thời thực hiện nhiệm vụ và hoạt động phụ để kiếm thêm kinh nghiệm và tiền trong game, hay là học chiêu thức mới từ các nhân vật NPC khác. Chưa hết, ngoài các hoạt động trên thì chúng ta hoàn toàn có thể ăn và uống tại các nhà hàng khác nhau, ghé thăm những câu lạc bộ trụy lạc và quán rượu, làm đồ thủ công hay tham gia vào nhiều mini game khác như là chơi golf, bowling, đánh bóng chày, chơi điện tử xèng, hát karaoke và các trò chơi cờ bạc như là poker, blackjack, silo và coi coi. Thương hiệu Yakuza đã đạt được rất nhiều thành công về mặt thương mại. Theo thông báo chính thức của Sega thì tính đến năm 2021, dòng game này đã bán được tổng cộng 17 triệu đơn vị bản game kể từ khi ra mắt lần đầu năm 2005. Thương hiệu này thành công đến mức mà đã mở rộng tầm ảnh hưởng không chỉ ở game mà cả ở phim ảnh chuyển thể. Thế nhưng, cho đến phần game thứ 8 của loạt game với tựa đề Yakuza 6 The Song of Life ra mắt vào ngày 8 tháng 12 năm 2016, nhân vật chính Kiryu Kazuma đã chính thức được Sega cho phép về hưu sau một khoảng thời gian dài giải nghệ rồi lại tái xuất. Vậy nên các fan của dòng game đã có thể cảm thấy an tâm cho chú rồng của mình. Vậy nhưng với một thương hiệu nổi đình đám như Yakuza thì sự ra đi của một nhân vật lớn như Kiryu cũng không thể nào cản bước được tham vọng của tác phẩm này. Và thế là sau một khoảng thời gian giữ chân khán giả bằng những sản phẩm spin-off, Sega đã chính thức giới thiệu một câu chuyện Yakuza hoàn toàn mới, tiếp nối câu chuyện của loạt game đầu tiên. Và đó chính là cách mà Yakuza Like a Dragon xuất hiện, với một câu chuyện, một thế giới, một lối chơi và một nhân vật hoàn toàn mới mang tên Ichiban Kasuga. Có thể bạn không biết, nhưng thực ra nhân vật Ichiban Kasuga ban đầu được sinh ra trong quá trình phát triển của một tựa game có tên Ryuga Gotoku Online, hay có thể gọi theo tên quốc tế là Yakuza Online. Đây là một tựa game di động lấy đề tài thẻ bài, được phát hành chỉ ở thị trường Nhật Bản. Vào thời điểm đó, Ryuga Gotoku Studio mới chỉ vừa kết thúc quá trình phát triển Yakuza 6 và họ đang lên ý tưởng về một nhân vật chính mới để thay thế cho khoảng trống mà Kiryu để lại. Thế nhưng hầu hết mọi sáng kiến đều dần đi vào ngõ cụt do không có một thứ nào có thể làm lu mờ đi được cái bóng quá lớn đến từ con rồng của Dojima. Vậy nên các nhà phát triển đã quyết định sẽ phải thay đổi hoàn toàn và tạo nên một nhân vật khác hẳn Kiryu để không phải chịu sự ảnh hưởng từ anh ấy nữa. Họ cần một kẻ với nhiều mặt tính cách đối lập và đứng ở một thế giới quan khác hẳn nhân vật cũ.
một công việc tưởng chừng quá khó. Thế nhưng hơn ai hết, Ryuga Gotoku Studio lại là người hiểu rõ nhất về đứa con tinh thần của mình. Tính cách của Kiryu là loại tính cách nhân vật điển hình mà bạn có thể tìm thấy ở hầu hết các phim thuộc thể loại Ninkyo, một thể loại phim về Yakuza Nhật Bản có nguồn gốc lâu đời. Anh ấy là một người dè dặt, khắc kỷ và luôn hy sinh bản thân mình vì lợi ích của tổ chức, của gia tộc. Nhưng đồng thời, đây cũng chính là kẻ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai và luôn đóng vai trò như một con sói cô độc trong cuộc hành trình của mình. Có thể nói, nhân vật Kiryu Kazuma là hiện thân của những phẩm chất mà nam giới Nhật Bản những năm 90 sẽ hướng tới. Một chiến binh thực thụ, một samurai đầy kiêu hãnh. Còn Ichiban Kasuga được tạo ra với mục đích chính là trở thành một hình mẫu anh hùng có phần hiện đại hơn. Một người có khả năng thấu cảm người khác, đồng thời được mọi người tin tưởng và ngưỡng mộ. Điển hình của một thiên thần trong sáng nơi chốn địa ngục trần gian. Chú rồng con này được xây dựng như một nhân vật có thể sử dụng lời nói và hành động để gắn kết mọi người trong nhóm với nhau, một người lãnh đạo bẩm sinh. Như đã nói ở trên, Ichiban Kasuga ban đầu là nhân vật của tựa game Ryuga Kotoku Online, vốn là một game thẻ bài. Vậy nên nhà sản xuất Masayoshi Yokoyama đã phải xây dựng Kasuga dưới một hình mẫu như vậy. Sau đó, ông Masayoshi đã biên soạn lại nguồn gốc và câu chuyện cuộc đời của Kasuga thành một tập tài liệu và trình bày với giám đốc điều hành Toshihiro Nagoshi và các thành viên trong nhóm sản xuất để cùng nhau đóng góp và xem xét việc đưa nhân vật này trở thành người dẫn lối dòng game Yakuza trong tương lai, mở đầu với Yakuza Like a Dragon. Và cuối cùng thì chúng ta biết kết quả rồi đấy. Ichiban Kasuga đã thế bước Kiryu Kazuma trở thành nhân vật chính của Yakuza phần 7. Đối với những người đã chơi phần game Yakuza trước và Yakuza Like a Dragon, chắc chắn các bạn có thể dễ dàng nhận ra Kiryu và Ichiban đều có một xuất phát điểm khá là tương đồng. Cả hai đều có một tuổi thơ khó khăn và không có được tình yêu thương của gia đình. Thế nhưng, họ lại đều dành sự kính trọng ấy tới những người luôn chăm sóc và lấp đầy sự thiếu vắng trong tim mình. Họ đều không thể kìm nén được những cảm xúc cá nhân và từ đó bước chân vào con đường trở thành một Yakuza. Ngay khi họ chân ướt chân ráo vào nghề, cả hai đều phải vào tù vì một tội danh mà họ không phải là người thực hiện. Và điều chờ đợi họ sau những bản án dài đằng đẵng là một thực tế tàn khốc tới mức không thể nào tưởng tượng được. Đấy chính là xuất phát điểm của hai người họ. Tuy nhiên, vì tính cách của hai nhân vật gần như đối lập nhau, thế nên cảm xúc mà họ mang lại khi thể hiện câu chuyện của mình từ đó cũng phân nhánh. Sau khi ra tù, Kiryu đã tức tốc đi thẳng tới chỗ người bảo hộ của mình là ông trùm của gia đình Dojima, Shintaro Kazama. Trong khi đó, Ichiban cũng đã cố gắng tìm người cố vấn của mình là Masumi Arakawa. Thế nhưng, trước khi làm việc đấy, Ichiban lại quyết định tắm rửa sạch sẽ để gột rửa không khí trong tù và ghé thăm tiệm làm tóc trước. Một chi tiết nhỏ như vậy thôi cũng phần nào nói lên được sự khác biệt của cả hai. Về bản chất, họ đi theo con đường giống nhau, nhưng cách họ bước đi trên con đường ấy lại khác nhau rất, rất nhiều. Nhà sản xuất Masayoshi Yokoyama đã chia sẻ: "Tôi thực sự không gặp quá nhiều khó khăn khi khắc họa câu chuyện của nhân vật mới này. Đối với Yakuza Like a Dragon, tôi bắt đầu viết nên câu chuyện của Ichiban Kasuga sau khi hoàn thiện tính cách và con người cậu ấy mà đã được thể hiện trong tựa game di động. Vì vậy sau khi viết xong, tôi đôi khi thậm chí còn rất ngạc nhiên khi đọc lại cách mà cậu ấy sẽ ứng xử khác với Kiryu thế nào nếu phải đối mặt với những trường hợp giống như anh ấy." Trong game sẽ có một giai đoạn bạn được chứng kiến cảnh Kiryu đối đầu với Ichiban, nhưng mà chỉ thế mà thôi, bởi vì đây là phần mở đầu của câu chuyện về Ichiban Kasuga, chứ không phải là phần tiếp theo trong câu chuyện về Kazuma Kiryu. Thế nhưng, để tạo ra dấu ấn cho việc thay đổi từ giai đoạn Kiryu sang giai đoạn của một nhân vật mới là Ichiban, nhà làm game cần phải khôn khéo để những người hâm mộ không cảm thấy bất ngờ và khó hiểu khi nhìn thấy một nhân vật khác đấm vào mặt Kiryu trong tựa game này. Chính vì vậy, thay vì chỉ thay đổi nhân vật chính như thông thường, nhà làm game đã quyết định chơi lớn, đổi luôn cả gameplay cốt lõi của series là beat 'em up trở thành thể loại turn-based JRPG đặt nặng tính chiến thuật lên đầu. Sự thay đổi này cho thấy rằng những nhà phát triển không muốn hai nhân vật chính trở nên xung đột với nhau về phong cách chiến đấu cũng như cách tương tác với tình huống khác nhau. Vậy nên để người chơi có thể quen với việc Ichiban là một nhân vật khác hoàn toàn với Kiryu, họ cần phải hướng người chơi đến việc tự nhận thức rằng đây vốn là hai câu chuyện trái ngược nhau. Trả lời về lý do thay đổi gameplay sang thể loại turn-based JRPG, nhà sản xuất Masayoshi cho biết: "Đơn giản là vì chúng tôi đã thay đổi người hùng của game. Khi chúng tôi tạo ra nhân vật mới này và tưởng tượng về những động lực và câu chuyện của anh ấy, chúng tôi đã nghĩ về cách mà anh ấy sẽ tương tác với môi trường và câu chuyện xung quanh mình. Ngoài ra thì bởi vì theo như câu chuyện được xây dựng, anh ấy sẽ hoạt động trong nhóm gồm nhiều cá nhân khác nhau. Vậy nên chúng tôi đã phải xem xét xem đâu là cơ chế tốt nhất để có thể phục vụ cho việc kể câu chuyện của chúng tôi. Và thế là tất cả đều đã thống nhất rằng một game turn-based JRPG sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng." Có thể thấy phong cách chiến đấu của Ichiban và Kiryu khác hoàn toàn nhau. Ichiban thường phải dựa vào và chiến đấu phối hợp bên cạnh những người đồng đội của mình,
còn Kiryu thì luôn luôn là một con rồng cô độc. Anh chỉ cần dựa vào sức mạnh của chính mình để có thể giải quyết đám côn đồ luôn nhăm nhe hãm hại anh. Vậy nên việc thay đổi cơ chế game là một sáng kiến cần thiết và sẽ thổi một làn gió mới cho series Yakuza. Thế nhưng thì thật sự mà nói, việc sử dụng cơ chế turn-based JRPG cho một tựa game vốn đã nổi tiếng với việc đánh đấm đá tay như Yakuza không hẳn là một nước đi an toàn. Đặc biệt hơn là khi tựa game đã có sẵn một cộng đồng người hâm mộ cuồng nhiệt. Điều này sẽ không thể tránh khỏi sự ngờ vực đến từ các nhà phát triển của Ryuga Gotoku Studio khi mà họ hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì để làm một tựa game dạng như vậy. Thế nhưng may mắn thay, trên thực tế thì cộng đồng người hâm mộ lại không hề cảm thấy có ý kiến gì với sự thay đổi này. Vào ngày cả tháng 4 năm 2019, Ryuga Gotoku Studio đã đăng tải một trò đùa rằng tựa game Yakuza kế tiếp sẽ là một game turn-based. Thế nhưng thay vì bị chửi lên chửi xuống, ý tưởng này lại bị đón nhận một cách nồng nhiệt ngoài dự đoán. Và thế là họ đã quyết định sẽ hiện thực hóa trò đùa ấy, biến Yakuza Like a Dragon thành một game turn-based JRPG. Để có thể tạo ra gameplay của Yakuza Like a Dragon, nhà làm game đã phải tham khảo cơ chế của dòng game Persona nổi tiếng tới từ người hàng xóm cùng mẹ là Atlus, và từ đó họ sẽ phát triển thêm để nó có thể trở nên phù hợp hơn với tựa game của mình. Nhà sản xuất của Sega, ông Scott Stricard, người đã từng tham gia vào quá trình sản xuất một số tựa game như là Persona 4, Nico Kuni, Radiant Historia và Yakuza Like a Dragon đã chia sẻ: "Tôi thích cách mà Like a Dragon áp dụng thế giới thực vào thể loại JRPG cổ điển và tạo ra một sự pha trộn thực sự độc đáo giữa cái cũ và cái mới." Tương tự như các trò chơi trước đó trong series Yakuza, tại phần game này, người chơi có thể thực hiện các nhiệm vụ phụ trong trò chơi để nhận thêm phần thưởng. Ngoài ra thì bạn cũng có thể thưởng thức các hoạt động nhỏ khác nhau trên bản đồ như là hát karaoke. Trong phần game mới này, có một mini game mới được thêm vào, có tên là Dragon Kart. Về cơ bản thì nó gần như tương tự các trò chơi đua xe kart ngoài đời. Hệ thống chiến đấu của Yakuza Like a Dragon sẽ thành lập một đội 4 người và chiến đấu lần lượt để đánh bại hết các đối thủ cản đường. Tuy nhiên, khác với nhiều game cùng thể loại, Yakuza 7 lại trở nên có phần đặc biệt hơn khi áp dụng các yếu tố môi trường đặc trưng vào trong game. Cụ thể thì trong một trận đấu turn-based thông thường, bạn sẽ cần phải sắp xếp đội hình một cách hợp lý, tạo dựng chiến thuật, phân bổ năng lượng, vân vân để giành chiến thắng. Thế nhưng ngoài các yếu tố cơ bản ấy ra, Yakuza còn bổ sung cho nó một thứ gọi là yếu tố môi trường. Bằng cách sử dụng các chi tiết như là nhân vật sẽ tự do di chuyển trên màn chơi chứ không đứng yên, và các vật thể có thể tương tác như là xe đạp, barrier, bạn sẽ có thể tạo ra hàng trăm cách đánh khác nhau. Có thể là ném xe đạp vào đối thủ, đẩy đối thủ ngã vào một cái máy bán nước tự động để có thể hạ gục chúng. Điều này đã khiến cho Yakuza trở thành một game khá là tự do chứ không hề gò bó như những tựa game turn-based JRPG khác. Ngoài ra, game cũng bổ sung cho hệ thống chiến đấu một tính năng rất đậm chất JRPG cổ điển, đó chính là Jobs. Người chơi có thể thay đổi công việc của bất cứ thành viên nào trong team để phù hợp hơn với lối chơi của nhóm, qua đó đạt được những item và kỹ năng nhất định để khiến cho nhân vật trở nên mạnh hơn. Có thể bạn không biết, Yakuza Like a Dragon là phần Yakuza chính tuyến đầu tiên sở hữu cho mình một phiên bản lồng tiếng Anh và một phần bản địa hóa sang tiếng Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, tiếng Trung phồn thể, tiếng Trung giản thể và tiếng Hàn kể từ phần Yakuza đầu tiên năm 2005. Vậy nên, công đoạn thu âm lồng tiếng của Yakuza Like a Dragon cũng sẽ trở nên rất khác so với những tựa game trước đó. Ngoài ra, việc bổ sung thêm nhiều ngôn ngữ khác nhau sẽ làm nảy sinh ra một vấn đề khác, đó chính là phản ứng của người hâm mộ trên sân nhà Nhật Bản. Họ vốn không hề mặn mà cũng như mong muốn một tựa game thuần Nhật lại quyết định sử dụng thêm lồng tiếng Anh cho các nhân vật người Nhật để đi ra ngoài quốc tế cả. Hơn nữa, Yakuza là một tựa game nặng tính triết lý và mâu thuẫn, thế nên dù có là người bản xứ cũng chưa chắc có thể hiểu được hết câu chuyện của game, huống hồ là một bản dịch sang thứ ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, Ryuga Gotoku Studio không muốn đứa con của mình mãi mãi mắc kẹt trong thị trường nội địa. Họ muốn sản phẩm mà mình đã bỏ công sức tạo ra được nhiều người biết đến hơn nữa. Và thế là họ đã quyết định sẽ quốc tế hóa series Yakuza để có thể hướng đến nhiều đối tượng khác nhau hơn. Thế nhưng thực ra ý tưởng quốc tế hóa dòng game đã đến từ khá lâu rồi. Cụ thể là chính ở tựa game Judgment ra mắt ngày 13 tháng 12 năm 2018. Đây là một sản phẩm spin-off ngắt quãng giữa phần game của Kiryu và phần game của Ichiban. Đối với phần game này, Ryuga Gotoku Studio đã lên kế hoạch để phát hành cả bản tiếng Anh và tiếng Nhật cùng một lúc. Thế nhưng do chưa có kinh nghiệm làm bản địa hóa tiếng Anh, cho nên họ lại chờ đến khi nào kịch bản bằng tiếng Nhật hoàn thành thì mới đi dịch lại sang tiếng Anh. Điều này đã dẫn đến một vấn đề về các điều kiện kỹ thuật của game. Thứ mà vốn được lập trình để phục vụ cho một tựa game tiếng Nhật giờ sẽ phải thay đổi hoàn toàn để có thể tạo ra một tựa game có thể đổi giữa lồng tiếng Nhật và Anh. Điều này đã tạo ra rất nhiều chi phí phát sinh và tốn thêm rất nhiều thời gian. Và căn bản thì chúng cũng không thực sự cần thiết đối với một tựa game spin-off. Chưa hết, việc dịch lại một kịch bản có sẵn đã làm cho phần tiếng Anh trở nên tối nghĩa và nhiều chỗ không thể truyền đạt 100% ý đồ như bản tiếng Nhật.
Thế nên dự án Judgment đã phải tạm gác lại phần lồng tiếng Anh và quay trở về như một game thông thường mà Ryoga Kotoku Studio vẫn hay làm. Rút kinh nghiệm từ lần đó, với Yakuza Like a Dragon, nhà làm game đã phải thay đổi toàn bộ cách làm của họ so với Judgment. Họ đã lên kế hoạch quốc tế hóa ngay từ những công đoạn đầu tiên. Toàn bộ hai ngôn ngữ đều sẽ được thực hiện song song với nhau nhằm tạo ra những câu thoại và câu chuyện liên kết mạch lạc nhất, tránh việc tiếng Nhật nó bật đằng mà tiếng Anh lại nó mần nẻo. Đồng thời, cách này cũng khiến cho việc giao tiếp giữa các nhân vật trong game trở nên tự nhiên hơn và không để lại bất cứ dấu hiệu gượng ép nào trong từng câu thoại. Một trong những trở ngại lớn nhất trong các câu thoại tiếng Anh lại đến từ nhân vật chính của trò chơi, Ichiban Kasuga. Có thể bạn không biết, nhưng mà những câu thoại kiểu nhân vật có tính cách như Ichiban thường khá là phổ biến ở phim ảnh Nhật Bản, nhưng nó lại khá là lố và kỳ kỳ nếu xét theo gu thưởng thức của các quốc gia khác. Vậy nên sẽ khá là khó khăn nếu đem y xì những câu thoại ấy dịch sang tiếng Anh. Vậy nên nhà làm game đã phải rất khéo léo để có thể tinh giảm độ lố của một số câu thoại cho hợp hơn với môi trường quốc tế và khiến cho mọi người quý Ichiban thay vì cảm thấy anh là một kẻ phiền phức. Ngoài ra, game cũng được phát triển trong thời gian dịch bệnh hoành hành ở Nhật Bản. Vậy nên hầu hết các công đoạn đều được thực hiện chủ yếu qua hình thức online và đương nhiên cả khoản lồng tiếng cũng không phải là ngoại lệ. Các diễn viên và đội ngũ sản xuất đã phải tự thu ở nhà và biên tập ở những nơi khác nhau. Kết quả là có rất nhiều bản thu hỏng và không thể sử dụng được. Thế nên đã phải mất rất nhiều thời gian để Ryoga Kotoku Studio có thể hoàn tất được công cuộc tưởng chừng như rất đơn giản này. Game được công bố lần đầu vào ngày 26 tháng 8 năm 2017 cùng với một số tựa game như là Feast of the North Star, Lost Paradise và Yakuza Online. Yakuza Like a Dragon được phát hành tại Nhật Bản và châu Á với phiên bản bao gồm các ngôn ngữ tiếng Nhật, tiếng Hàn và Trung Quốc vào ngày 16 tháng 1 năm 2020, độc quyền dành cho hệ máy PlayStation 4. Cuối năm đó, vào ngày 10 tháng 11 năm 2020, phiên bản quốc tế của game đã được ra mắt cho PC, Xbox One và Xbox Series X hoặc là S. Bản này bao gồm một số trang phục mới, bản lồng tiếng Anh và một số DLC của game đã được phát hành trước đó. Trò chơi đã đánh dấu sự kết thúc cho saga của Kiryu và giới thiệu nhân vật mới Ichiban, mở đầu cho việc thay đổi từ thể loại beat 'em up sang thể loại turn-based JRPG. Yakuza Like a Dragon nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình. Họ ca ngợi sự mới mẻ của trò chơi về dòng game Yakuza cùng với tuyến nhân vật thú vị của nó. Thế nhưng trò chơi này lại bị đánh giá là gặp rất nhiều vấn đề ở hồi cuối của game, cụ thể là việc gameplay nó khá là lặp đi lặp lại. Phiên bản PlayStation 5 của game ra mắt vào tháng 3 năm 2021 được đánh giá 86 điểm trên Metacritic và 8,2 điểm user score. Phần game này cũng được công nhận là tựa game bán chạy nhất trong vòng 4 ngày đầu ra mắt tại Nhật Bản với 300.000 bản game được bán ra. Tính đến tháng 3 năm 2020, tổng cộng đã có 450.000 bản được tiêu thụ ở Nhật Bản và châu Á. Yakuza Like a Dragon đã được trao giải thưởng Japan Game Award tại Tokyo Game Show 2019. Ngoài ra, game còn xuất sắc được đề cử tại The Game Awards 2020 cho hạng mục game nhập vai hay nhất. Có thể nói, đối với một tựa game đánh dấu sự thay đổi lớn nhất của cả series, thì Yakuza Like a Dragon đã vô cùng thành công. Và đó là quá trình phát triển của Yakuza Like a Dragon. Ichiban Kasuga sẽ tiếp tục trở lại với vai trò nhân vật chính trong dòng game Yakuza trong tương lai. Hãy cùng đón chờ sự phát triển của anh ấy trong những phần game tiếp theo từ nhà sản xuất Ryoga Kotoku Studio nhé. Và các bạn cũng đừng quên subscribe cho kênh Bổ Não nhé. Nó là một project mới của chúng mình và sẽ lên video vào thứ tư hàng tuần. Chúng mình sẽ không soi game mà sẽ soi tất cả mọi thứ. Vậy nên các bạn hãy ủng hộ nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.